Viện Kiểm sát đề nghị hủy án sơ thẩm đối với bà Lê Thị Dung. Khởi tố bắt tạm giam đối tượng đập xe cấp cứu ở Trà Vinh. Bất ngờ lai lịch thủ phạm vé bậy lên thân tàu Metro số 1. Điều phát tối đa, sau 13 ngày, Hồ Thủy Điện Hòa Bình sẽ về mực nước chết. Phụ huynh huy động cả nhà cứ 3 tiếng lại đổi ca, xếp hàng xuyên đêm, danh xuất vào lớp 1 ở Hà Nội. Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Báo Lao Động để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong 24 giờ qua. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 6, tiếp tục diễn ra phiên xét xử phúc thẩm vụ án liên quan tới bà Lê Thị Dung, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên. Tại phiên xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An đã trình bày quan điểm về xét xử vụ án bị cáo Lê Thị Dung, đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại từ đầu theo đại diện viện kiểm sát có nhiều nội dung cấp tòa sơ thẩm chưa làm rõ đặc biệt liên quan tới kết luận giám định do đó cần phải hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại từ đầu tranh luận với đại diện viện kiểm sát bị cáo nguyễn thị hương nguyên kế toán trung tâm giáo dục thường xuyên huyện hưng nguyên vẫn khẳng định bị cáo lê thị dung có sai phạm đã thực hiện thanh toán trùng một số nghiệp vụ tài chính đồng thời bị cáo hương rút lại lời khai ngày hôm qua hôm qua tôi có nói tôi chịu trách nhiệm chính về các khoản thanh toán hôm nay tôi rút lại nội dung đó bởi vì bị cáo dung là thủ trưởng trong hồ sơ kê khai của các cán bộ giáo viên không có chữ ký của tôi bị cáo hương nói Tuy nhiên, về quan điểm đề nghị hủy án sơ thẩm, bị cáo Hương không có ý kiến và cho rằng đó là quyền của hội đồng xét xử. Trình bày phần bào chữa cho bị cáo Lê Thị Dung, luật sư Vũ Quang Ninh cho rằng bản án sơ thẩm đã quy kết cho bị cáo Lê Thị Dung không gửi quy chế chi tiêu nội bộ về Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An là không đúng, bởi vì Sở Giáo dục và Đào tạo không quản lý đơn vị Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên về mặt tài chính. Thực tế, cơ quan quản lý về tài chính đối với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp huyện là Ủy ban nhân dân cấp huyện. Luật sư Vũ Quang Ninh cũng đưa ra các lập luận để chứng minh các khoản thanh toán hỗ trợ bí thư tri bộ 3 tuần một tiết và chế độ hỗ trợ người đi học cao học của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hương Nguyên và một số khoản chi khác không phải là thanh toán chung, không phải là thanh toán hai lần. Luật sư Vũ Quang Ninh cũng cho rằng tòa cấp sơ thẩm đã đánh đồng một số khái niệm để buộc tội bị cáo Lê Thị Dung và phản ứng về việc bị cáo Nguyễn Thị Hương muốn trở thành công tố thứ hai để buộc tội bị cáo Lê Thị Dung. Luật sư cũng không đồng tình với việc kết luận giám định cho rằng quyết định 01 2007 về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên lại dẫn chiếu điều chỉnh đối với thông tư 28-2009, ban hành sau đó 2 năm. Luật sư Vũ Quang Ninh nói đây là điều trái pháp luật, không được phép. Luật sư Vũ Quang Ninh cho rằng bị cáo Lê Thị Dung bị oan do không có động cơ phạm tội và hành vi phạm tội, không có bị hại và không gây thiệt hại từ đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét minh oan cho thân chủ của ông. Một nhà giáo, nhà quản lý có nhiều thành tích, được bạn bè, đồng nghiệp, học sinh yêu quý kính trọng. Kết thúc phần bào chữa, luật sư Ninh đề nghị hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án và trả tự do cho bị cáo Lê Thị Dung. Luật sư Hoàng Thị Phương, công ty luật Vũ Anh Quảng Ninh cho rằng nội dung giám định tư pháp không đúng thẩm quyền, cấp sơ thẩm áp dụng không đúng pháp luật dẫn đến oan sai những diễn biến mới nhất liên quan tới vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video sau Thưa quý vị, những ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh một đối tượng có hành vi chặn đường, đập phá xe cứu thương đã gây bức xúc trong dư luận. Liên quan tới vụ việc, ngày 13 tháng 6, đối tượng Hà Quang Danh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo kết quả điều tra, vào chiều ngày 31 tháng 5, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ bệnh viện Trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đến bệnh viện Thiên Ân thành phố Trà Vinh để tiếp tục điều trị bệnh. Xe cấp cứu lưu thông đến đoạn thuộc phường 7, thành phố Trà Vinh, tài xế thấy có hai xe máy chạy cùng chiều phía trước nên bấm còi ưu tiên và vượt lên phía trước. Nhóm người đi xe máy chạy đến gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh đã chặn xe cấp cứu, dùng gạch đá ném rồi lái xe máy bỏ chạy. Vụ việc được camera ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Công an thành phố Trà Vinh đã nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh vụ việc, đồng thời ghi nhận xe cấp cứu bị hỏng kính chắn gió trước và bên hông tài xế gương chiếu hậu, cốp đầu xe. Quá trình thu thập thông tin vụ việc, cơ quan công an đã triệu tập danh Nguyễn Thị Mỹ Chi, sinh năm 2003, ngụ ở xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, và Huỳnh Thúy Nhi, sinh năm 1999, ngụ ở thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, để làm việc. Theo kết luận định giá, tài sản bị hư hỏng có giá trị trên 5 triệu đồng. Tại cơ quan công an, danh thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan công an tiếp tục xác minh để xử lý đối với Chi và Nhi, theo quy định của pháp luật. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Liên quan tới việc mất an toàn thi công tại dự án khu du lịch sinh thái hóa Đá Thiên khiến cho một bé trai đuối nước tử vong, mới đây Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc kiểm tra công trình trăm tỷ này. Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 10 tháng 6, một bé trai trong khi đi vào công trường xây dựng dự án khu du lịch sinh thái, văn hóa, đá thiên do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và mỹ thuật thiên phúc làm chủ đầu tư, Tại Tổ Bảy, thị trấn Trại Câu, Đồng Hỷ thì bất ngờ rơi xuống hồ sâu, dẫn tới tử vong thương tâm. Điều đáng nói, nơi bé trai gặp nạn, có những bể ngầm lớn và chứa đầy nước đang xây dựng dở dang nhưng không hề được che đậy hoặc có biển cảnh báo ngăn cản với bên ngoài. Sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, phía chủ đầu tư mới vội vàng cho người lập rào chắn, che đậy các khu vực có nguy cơ mất an toàn. Sáng ngày 13 tháng 6, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, sở đã cử cán bộ phối hợp cùng phòng Lao động Thương binh Xã hội của huyện Đồng Hỷ tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình cháu bé bị tử vong theo quy định. Cũng theo bà Hương, ngay trong sáng ngày 12 tháng 6, trực tiếp một phó giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội cùng phòng chính sách lao động đã xuống hiện trường kiểm tra lại thông tin, cũng như việc chấp hành các quy định của đơn vị này, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và mỹ thuật Thiên Phúc. Bà Hương cho hay, nếu có dấu hiệu vi phạm, cần thiết sẽ phải chuyển cho thanh tra để xuống làm việc. Trên cơ sở đoàn thanh tra thực tế và phát hiện có vi phạm, sẽ đưa ra kiến nghị để giám đốc Sở quyết định xử phạt. Trong khi đó, những người dân tại gần khu vực đang xây dựng các công trình của dự án khu du lịch sinh thái văn hóa Đá Thiên vẫn chưa hết bàng hoàng khi bé trai 10 tuổi đuối nước thương tâm. Họ cho rằng dự án được đầu tư tới gần 800 tỷ đồng mà thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn như thế là điều không thể chấp nhận được. Bà Phạm Thị Huệ Tổ 7, thị trấn Trại Cầu là hộ dân ở gần sát ngay hiện trường vụ việc cho biết. Tại đây có bốn hố nước sâu hơn 2 mét do công ty Thiên Phúc thi công. Trước khi xảy ra việc cháu bé bị ngã xuống thì không có che đậy gì, vừa rồi có mưa nên các hố đầy nước. Bảo Huệ bức xúc, nếu họ có các biện pháp đảm bảo ngay từ đầu thì đã không xảy ra cơ sự này. Theo ghi nhận, vụ việc đuối nước xảy ra vào chiều ngày 10 tháng 6 thì đến sáng ngày 11 tháng 6, phía chủ đầu tư mới vội vàng cho người cẩu các tấm bê tông đến để che đậy lại các hố bể ngầm. Hàng rào bằng tôn cũng được bắt đầu dựng lên để ngăn các khu vực thi công với bên ngoài. Thưa quý vị, thời gian qua, vụ việc đoàn tàu metro số 1 bị vẽ bậy đã gây bức xúc trong dư luận. Sau quá trình điều tra xác minh, công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định được danh tính của hai thủ phạm vẽ bậy lên thân tàu. Điều đáng nói, hai người này có quốc tịch nước ngoài. Ngày 13 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xác định được hai người đàn ông vẽ bậy lên đoàn tàu metro số 1 ở bến Thành Suối Tiên tại khu vực Depot Long Bình. Hai người này có quốc tịch nước ngoài, trong đó Ilyevsky Sergey, quốc tịch Belarus, làm nghề vẽ tranh graffiti bằng sơn trên đường phố. Người còn lại tham gia vẽ chung hiện chưa rõ lai lịch. Trước đó vào ngày 30 tháng 4, một đoàn tàu của tuyến Metro số 1 đặt tại Depot Long Bình được nhân viên phát hiện bị vẽ bậy trên thân tàu. Những nét vẽ mang bóng dáng của graffiti, nghệ thuật vẽ tranh tường thuộc nhóm các loại hình nghệ thuật đường phố khá phổ biến trên thế giới. Vào tháng 6 năm 2022, cũng tại khu vực Depot Long Bình đã từng có hai đoàn tàu cũng bị vẽ bậy bằng sơn ở phần thân và đầu toa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều bức tường, tủ điện ở các tuyến đường bị vẽ hình ảnh, viết chữ ngoạch ngoạc, trông rất xấu xí. Hình ảnh này được nhận định ăn theo phong trào graffiti, một nghệ thuật đường phố có nguồn gốc từ Mỹ trong cộng đồng hip-hop. Sáng ngày 13 tháng 6, trên địa bàn phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, có ghi nhận một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hai cô giáo đang trên đường đi thắp hương ở nhà đồng nghiệp thì va chạm với xe ô tô khách. Hậu quả khiến một người tử vong, một người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào 8 giờ sáng ngày 13 tháng 6 trên đường Xuân Thủy, phường Mũ Né, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận thời điểm trên xe máy mang biển kiểm soát 86B1 68520 lưu thông hướng từ Bào Trắng vô Phan Thiết đi trên xe máy là hai nữ giáo viên. Khi đến địa điểm trên thì xe ô tô khách mang biển kiểm soát 62F00069 lưu thông chiều ngược lại tông vào xe máy, cú tông làm xe máy bể nát phần đầu. Cô LTVT sinh năm 1977 tử vong tại chỗ. Người còn lại bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường còn một xe khách khác bị vỡ kính do va chạm với xe ô tô khách gây tai nạn với xe máy cả hai xe ô tô khách dừng lại hiện trường sau tai nạn được biết hai nạn nhân là giáo viên cấp trung học phổ thông tại huyện tuy phong trên đường vô phan thiết để viếng đám cúng giáp năm người thân của một đồng nghiệp thì gặp tai nạn thương tâm trên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết bình thuận đã đến khám nghiệm hiện trường và trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ tai nạn Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài đã đẩy các hồ thủy điện ở phía Bắc rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng. Hồ thủy điện Hòa Bình, công trình thủy điện đứng thứ hai Việt Nam cũng đối mặt với tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Liên quan tới vấn đề trên, Giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình cho biết, nếu phát tối đa, sau 13 ngày, hồ thủy điện Hòa Bình sẽ về mực nước chết. Ông Phạm Văn Vương, giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình thông tin, lượng nước về hồ thủy điện Hòa Bình chỉ khoảng 40 m khối một giây, nếu khai thác tối đa thì khoảng sau 3 ngày sẽ không đủ cột áp để phát công suất tối đa, ảnh hưởng đến khả năng dự phòng công suất và sau khoảng 12 đến 13 ngày, mực nước hồ sẽ về mực nước chết. Ông Phạm Văn Vương thông tin, năm 2023 theo đánh giá của thủy văn về mực nước thủy điện sông Đà là rất bất lợi. Từ đầu năm đến nay, thủy điện Hòa Bình mới phát được khoảng 3,5 tỷ kWh, tương đương khoảng 37% so với kế hoạch năm. Với tình hình thủy văn hiện nay, việc đảm bảo được kế hoạch sản xuất điện được dự báo là rất khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn cuối mùa khô đến nay, thời tiết khô hạn, lượng nước về trên sông Đà là rất thấp. Bắt đầu từ tháng 5, thủy điện Hòa Bình phải khai thác ở mức cao để đáp ứng yêu cầu cung cấp điện, đặc biệt là giai đoạn từ khoảng 15 tháng 5 trở đi, tình hình về cung ứng điện rất căng thẳng. Giai đoạn cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, công ty luôn khai thác ở mức cao. Trước tình hình khai thác gần như hết công suất, mực nước hồ xuống rất nhanh. Hiện nay, các hồ thủy điện của sông Đà ở Lai Châu, Sơn La đều đang ở mực nước chết. Khả năng khai thác để phát đối với các nhà máy này không còn, bất đặc dĩ mới phải chạy. Riêng thủy điện Hòa Bình, mực nước còn ở mức tương đối. Hiện nay, mực nước hồ Hòa Bình ở mức trên 102 mét thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ công thương đã thực hiện nhiều nhóm giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo cung ứng điện trong đó triển khai chỉ thị của thủ tướng chính phủ về tiết kiệm điện đảm bảo cung ứng than khí cho phát điện tích cực bổ sung các nguồn điện mới cho hệ thống tập trung khắc phục các sự cố nguồn điện Đánh giá chung về tình hình cung ứng điện, lưu lượng nước có phần cải thiện trong thời gian vừa qua do hạn chế huy động các nhà máy thủy điện lớn đa mục tiêu, ngoại trừ nhà máy thủy điện Hòa Bình. Để dự phòng các ngày nắng nóng sắp tới, nên mực nước các hồ thủy điện đa mục tiêu đều đã trên mực nước chết, tuy nhiên chưa nhiều, nếu tính tổng công suất không huy động khoảng 5.000 MW. Tổng công suất nguồn lớn nhất miền Bắc đạt 18.580 MW, trong đó công suất lớn nhất của thủy điện là 3.800 MW. Xin được chuyển sang những tin tức mới nhất về giáo dục. Thưa quý vị, mới đây tại Hà Nội, tiếp diễn tình trạng các bậc phụ huynh xếp hàng xuyên đêm giành suất vào lớp 1. Theo ghi nhận tại trường tiểu học Vạn Bảo Hà Đông Hà Nội, hàng trăm người nhọc nhằn xếp hàng, thậm chí là thay cả nhau để có thể giành một suất học cho con. Có con trai chuẩn bị vào lớp 1, anh Vũ Phan Anh ở Hà Đông Hà Nội tìm hiểu và mong muốn con học tại trường tiểu học Vạn Bảo. Biết tin sáng nay, ngày 13 tháng 6, trường sẽ mở bán hồ sơ tuyển sinh lớp 1. Hai vợ chồng anh đã dậy sớm và có mặt ở công trường từ lúc 6 giờ sáng. Đến nơi, anh mới tá hỏa khi hàng trăm người xếp hàng, chen lấn xô đẩy trước cổng trường. Anh Phan Anh bức xúc nói, những phụ huynh ở đây đã xếp hàng từ tối hôm qua. Vì số lượng quá đông, nhóm phụ huynh đã tự lập ra một danh sách đánh số thứ tự từ 1 đến 200. Khi đến tôi, đã vượt quá 200, trong khi nhà trường chỉ bán 200 hồ sơ. Quá thất vọng với cách tuyển sinh như vậy, việc học của các con lại phụ thuộc vào việc xếp hàng của phụ huynh. Chị Nguyễn Thị Mai cũng là một trong số hàng trăm phụ huynh có mặt tại cổng trường tiểu học Vạn Bảo vào sáng ngày 13 tháng 6. Từ 10 giờ tối hôm trước, chị đã nghe các phụ huynh truyền tay nhau rằng đã có rất đông người xếp hàng trước cổng trường. Do vậy, chị đã dậy từ 4 giờ sáng, chuẩn bị giấy tờ cho con và qua trường với hy vọng. Con may mắn giành được xuất học. Chị Mai buồn bã nói, phụ huynh tự lập số, nhà trường chỉ phát 200 bộ hồ sơ nên dù mình có đến sớm cũng không được vào mua hồ sơ. Người mẹ trẻ vẫn cố nán lại cổng trường, hy vọng con mình sẽ có thêm cơ hội. Đứng phía ngoài cổng trường, nhìn những phụ huynh ngồi phía trong đăng ký học cho con, chị Mai không khỏi xót xa chạy lòng. Đây là trường chất lượng cao, không nên giới hạn hồ sơ tuyển sinh đầu vào, cần tuyển đông đều thay vì để phụ huynh xếp hàng chen lấn xô đẩy, lấy số thứ tự từ trước. Chị Dương Thu Trang ở Hà Đông, Hà Nội là một trong số 200 phụ huynh may mắn đăng ký cho con học thành công tại trường tiểu học Vạn Bảo năm nay. Để có suất học này, gia đình chị đã phải bàn bạc phân chia người ra xếp hàng xuyên đêm từ 8 giờ tối ngày hôm qua. Chị Trang chia sẻ, tham khảo những mẹ đi trước, gia đình tôi đã quyết định xếp hàng từ tối. Chúng tôi phải huy động cả ông bà, hai vợ chồng gác, cứ 3 tiếng lại đổi ca một lần. Khi tôi đến, đã có khoảng 10 phụ huynh xếp hàng. Đến sáng sớm ngày hôm sau, đã không còn số. Dù phải xếp hàng xuyên đêm, người mẹ trẻ không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại, cảm thấy rất vui vì con đã chắc chắn xuất học tại ngôi trường này. 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, trường tiểu học Vạn Bảo phát ra thông báo nhà trường đã nhận đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 1 năm học 2023-2024. Phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những tin tức về tình hình thời tiết. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do tác động của El Nino trong 2 tháng tới, Bắc Bộ và Trung Bộ nền nhiệt có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Thời gian qua, Hà Nội và nhiều khu vực trên cả nước đã hứng chịu nhiều đợt nắng nóng gai gắt với nền nhiệt cao, những cơn mưa cũng chỉ giúp hạ nhiệt mang tính thời điểm. Trong khi đó, việc cắt điện luân phiên xảy ra liên tục, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Vì vậy, họ chỉ mong chờ thời gian tới sẽ có mưa nhiều hơn để xua tan đi nắng nóng. bây giờ năm nay là nắng vô cùng, Mấy là chỗ lọ chỗ kia Hà Nội đều mất điện, cắt điện, thay phiên. làm sao là mong mưa cho dân được hưởng, cho mát mẻ, nóng đi làm xe ôm vất vả lắm, nhiều mồ hôi mệt mỏi. đấy không đi làm thì là không có tiền mà đi làm rất là khổ, nắng lôi này ờ năm nay thì thời tiết khá là nắng nóng mấy hôm nay là nó còn đỡ mưa rồi nhưng cho nên là thời tiết nó, hôm nay là nó cũng mát nhưng mà mấy hôm trước đã nắng nóng rồi ấy. nhưng mà lại còn mất điện nữa thì nó còn khó chịu hơn em dạo này có nghe được cái thông tin là các hồ thủy điện mất nước do khô hạn cho nên là mới phải ngắt điện của người dân thì em mong là sắp tới là trời có thể mưa nhiều hơn để các hồ thủy điện có thể hoạt động trở lại bình thường hơn ạ theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do tác động của El Nino, trong 2 tháng tới, Bắc Bộ và Trung Bộ nền nhiệt có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, còn lượng mưa sẽ xuống thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Vâng, ừ, trong 2 tháng tới thì chúng tôi nhận định là cái khu vực Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung ấy, cái nền nhiệt vẫn xuống cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 05 5 đến 1 độ. Và với cái diễn biến xuống nền nhiệt cao hơn như vậy thì cái nắng nóng sẽ có khả năng nó sẽ còn gia tăng hơn và cái xu hướng nó theo nhận định của tôi cái năng nóng của hai tháng tới sẽ cao hơn nhiều hơn so với lại cái thời cùng thời điểm của năm 2022 còn về cái lượng mưa thì chúng tôi nhận định trong hai cái tháng tới lượng mưa ở bắc bộ cũng có số thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ năm đến khoảng 25 phần trăm trong khi đó ở khu vực tây nguyên và nam bộ thì lượng mưa có số cao hơn so với trung bình nhiều năm cơ quan khí tượng cũng nhận định năm 2023 sẽ là một năm thiên tai mưa bão có những diễn biến phức tạp và dị thường vì vậy Việc tăng cường những thông tin cảnh báo, dự báo sớm sẽ là điều cần thiết, giúp người dân các địa phương có thể chủ động trong đời sống sản xuất, phòng ngừa rủi ro để đảm bảo an toàn về tính mạng cũng như tài sản. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.